Trưa 23 tháng 2, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, có mặt tại quán cơm 5.000 đồng ở Huế để làm phục vụ bàn khoảng 30 phút nhằm lấy khoản thù lao 60 triệu đồng góp tiền xây nhà cho người nghèo. Trước đó, tối 22 tháng 2, ông nhận được tin nhắn của chị Lan Anh, người đồng sáng lập quán cơm 5.000 đồng, với nội dung mời ông Đoàn Ngọc Hải làm phục vụ cho bà con nghèo tới ăn cơm trong 30 phút. Thù lao là 60 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo. Trước khi bắt tay vào công việc, ông Hải dành đôi phút trò chuyện với người đến ăn cơm. Ngoài ra, ông cũng dành tặng cho mỗi người nghèo, sinh viên đến ăn cơm 2 lon sữa đặc. Được biết, ông Đoàn Ngọc Hải có mặt tại Thừa Thiên Huế và thực hiện phát 9.000 hộp sữa tại 5 điểm cho người nghèo ở huyện vùng cao A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước khi trở về thành phố Huế, thực hiện quyên góp xây nhà cho người nghèo và chụp ảnh giao lưu với người dân ở bến Toa Khâm, thành phố Huế vào sáng 23 tháng 2. Dự kiến cùng ngày, ông Hải lên xe rời Huế ra Bắc để trao sữa cho người dân ở các địa phương khác.